Chào mừng bạn đã đến với Hưu ứng dụng cung cấp kiến thức cho cha mẹ có con ở độ tuổi dậy thì. Phương pháp cung cấp kiến thức của ứng dụng cho người dùng dựa theo hành vi ứng xử nuôi dạy con của cha mẹ có thẩm quyền dựa trên nghiên cứu của Diana Bomrai, một nhà tâm lý học phát triển và các nghiên cứu của Eleanor Maccabee và Jan Martin của Stanford với màn hình bắt đầu của ứng dụng. Nếu đã có tài khoản trước đó, bạn hãy chọn đăng nhập. Bước đầu tiên khi đăng nhập vào, bạn chọn một số thông tin cá nhân cơ bản. Bạn có thể skip và tùy sửa sau. Đây là tổng quan về trang chủ. Ta cùng điểm qua những tính năng chính của ứng dụng trước với tính năng hành trình cùng con ứng dụng như áp dụng màn hình thử thách trong việc tiếp thu kiến thức để tạo cho người dùng một động lực để duy trì hành vi lâu dài, cũng như tập hợp thông tin một cách xúc tích và chọn lọc nhất cho người dùng. Những màn trò chơi được dựng lên lấy từ những trường hợp phụ huynh và con cái trong độ tuổi dậy thì thường gặp phải. Những câu hỏi ngẫu nhiên, mỗi màn chơi là một lần phụ huynh phải xử lý tình huống được đặt ra. Sau khi chọn đáp án, nếu người dùng chọn sai, hệ thống sẽ hiện ra thông tin giải thích hành vi của người dùng, sau đó hướng người dùng đến đáp án đúng cùng lời chỉ dẫn cụ thể. Các tài nguyên để xây dựng tình huống dựa trên cơ sở tài liệu nghiên cứu tâm lý cha mẹ mà Hưu tổng hợp được từ những chuyên gia đã ký thỏa thuận chia sẻ tư liệu của mình với Hưu. Nên cha mẹ hãy yên tâm vì đây là thông tin có cơ sở khoa học rõ ràng, giúp đỡ cha mẹ càng thêm vững tâm trên bước đường cùng con lớn lên. Hành trình cùng con sẽ ghi nhận lại thành tích của bạn sau khi đã hoàn thành được mỗi chương. Bạn chọn nhận thưởng và có thể chia sẻ chiến tích của mình cho cộng đồng cha mẹ cùng vui. Đây cũng là động lực và kết quả mà màn chơi thử thách đem đến cho người dùng trải nghiệm thú vị nhất, giúp người dùng cảm thấy một phần niềm vui trong việc tiếp thu những kiến thức. Một huy hiệu là phần thưởng khích lệ tinh thần để người dùng duy trì lâu dài mục tiêu của mình. Song song với đó, hệ thống cũng sẽ tổng kết lại thành tích của bạn và đặt vào bảng xếp hạng với những cha mẹ cùng tham gia hành trình cùng con khác, tạo một sân chơi chung cho một cộng đồng cha mẹ. Tại trang chủ của Hưu có 4 mục đề chính: kiến thức, podcast, sự kiện và đổi điểm. Tại đề mục đổi điểm, sau khi hoàn thành xong một màn thử thách, người dùng sẽ nhận được số điểm thưởng tương ứng và bạn có thể đổi được những mã giảm giá do Hưu đã liên kết. Bạn có thể chọn đổi và dùng ngay hoặc đồng ý, nghĩa là mã giảm giá sẽ được lưu lại vào ưu đãi của tôi. Mã mới đổi được sẽ sắp xếp trên cùng, app sẽ highlight những voucher sắp hết hạn mà bạn đã đổi để có thể sử dụng ngay. Bạn muốn sử dụng mã đã đổi, chọn vào và chọn dùng ngay, sau đó lưu lại mã. Mã sẽ có hiệu lực sử dụng trên các ví tiền điện tử hoặc website chính thức của nhãn hàng. Mục kiến thức sẽ bao gồm những danh sách bài viết của các chuyên gia, các tổ chức và blogger về tâm lý gia đình và những kiến thức xung quanh việc nuôi dạy con cái cho cha mẹ đã được Hưu đăng ký bản quyền hợp tác và chọn lọc một cách xúc tích nhất. Chia ra các 4 mục riêng, gồm 3 loại kiến thức: sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và sức khỏe giới tính, với mục còn lại là danh sách đọc. Tại trang kiến thức, bạn chọn loại kiến thức muốn tiếp cận, ứng dụng sẽ chuyển bạn đến nơi lưu tất cả bài viết cùng loại. Bạn có thể đọc ngẫu nhiên trước tiêu đề và một đoạn giới thiệu nhỏ trên danh sách được đề cập, hoặc lựa chọn tìm kiếm theo nội dung mong muốn. Sau khi đã chọn được bài viết muốn đọc, chọn bài viết và đọc. Bạn có thể chọn lưu lại theo nhu cầu. Lúc này bạn chọn vào mục đã có sẵn hay tạo thư mục lưu với tên mới. Các bài viết bạn đã lưu sẽ được lưu vào danh sách đọc. Ở đây sẽ nút tải xuống để bạn có thể đọc khi offline mà không lo bị gián đoạn, nhưng nó sẽ được kích hoạt khi bạn đăng ký gói premium của Hưu. Bên cạnh đó, đối với tài khoản thông thường, bạn sẽ bị giới hạn lượt chỉ đọc được 2 lần trong một tuần, vì thế hãy đăng ký gói để tận hưởng kho tàng kiến thức bổ ích nhé. Tiếp đến mục podcast dành cho thành viên premium. Nơi đây tổng hợp những kiến thức và những câu chuyện chân thật về việc dạy con được Hưu độc quyền đăng ký với những chuyên gia, bác sĩ tư vấn tâm lý gia đình, hợp tác thu thập tài liệu nghiên cứu của họ để biến nó thành những đoạn podcast chất lượng. Bên cạnh đó, Hưu cũng sẽ có những buổi podcast hỏi đáp với chuyên gia, để biến những kiến thức cô đọng không chỉ nằm trên mặt chữ mà còn có thể linh hoạt về hình thức phổ cập để phụ huynh có thể tiếp cận. Chọn vào danh mục bạn muốn nghe, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của mục podcast đã chọn, gồm tổng quan nội dung và danh sách các tập podcast liên quan. Nhấn nút theo dõi nếu bạn quan tâm đến nội dung này. Chọn tập podcast theo nhu cầu và tận hưởng. Tại đây bạn có thể lưu lại podcast hoặc chia sẻ với mọi người.
khi nhấn lưu xong, bạn có thể vào danh sách đã lưu để xem lại podcast. Tại mục sự kiện, Hugh nhận quảng cáo những sự kiện tổ chức cho gia đình. Hugh tổng hợp những sự kiện sắp được diễn ra do bên tổ chức đăng ký quảng cáo. Những sự kiện offline giúp cho hoạt động giữa gia đình thêm gắn kết và cha mẹ có thể hiểu hơn về con của mình nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần của nhau. Bạn có thể biết được thời gian và địa điểm tổ chức. Chọn vào sự kiện muốn tham gia. Nhấn đặt vé tại đây, ứng dụng sẽ chuyển sang đường dẫn đến trang web chính thức của sự kiện giúp bạn mua vé tham gia ngay. Bạn có thể chọn thêm vào lịch. Hệ thống sẽ lưu lại nhắc nhở trên điện thoại của bạn để thông báo ngày sắp diễn ra. Trở lại với trang chủ sẽ nổi bật những thông tin đang chú và có mục ghi lại lời nhắc nhở trong ngày giúp bạn. Bạn chỉ chọn thêm ở đây, ứng dụng sẽ đưa bạn đến đầu lịch và bạn có thể tùy ý thêm lời nhắc. Hãy đăng ký gói Premium tại đây với những đặc quyền giúp bạn trải nghiệm tốt nhất ứng dụng này. Chọn gói bạn muốn đăng ký, ứng dụng sẽ tự động cập nhật thông tin và thanh toán qua App Store. Đến với trang cộng đồng của Hugh, bạn sẽ được hai chế độ hiển thị thông tin trong cộng đồng là đề xuất và đang theo dõi. Trang cộng đồng là hình thức Hugh tạo ra nhằm kết nối mạng lưới cha mẹ trên khắp cả nước cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con, cũng như tạo tương tác với nhau, tạo cho cha mẹ cái nhìn thoải mái về cách tiếp cận kiến thức. Short clip của Hugh cung cấp là những đoạn clip ngắn, những câu chuyện thật được cha mẹ chia sẻ và được Hugh chọn lọc dưới sự cho phép của tác giả, mang đến cho mọi người những bài học, góp phần đa dạng hơn việc tiếp thu nhận biết lượng thông tin có trong app. Tab tìm kiếm của Hugh sẽ giúp bạn tìm kiếm được tất tần tật thông tin mà bên Hugh cung cấp có liên quan theo ký từ bạn gõ. Bạn cũng có thể lựa chọn loại tìm kiếm mong muốn. Cuối cùng là trang thông tin cá nhân giúp bạn quản lý cài đặt thông tin của mình cũng như thông tin kỹ thuật của app Hugh trên điện thoại của bạn. Chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời.